Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tuda Hỏi Mà Giang. Và mình là Giang. Trong video này thì Giang sẽ chia sẻ cập nhật cho anh em về sự kiện giao dịch Binx khôi phục hoàn toàn hoạt động và tăng cường bảo mật với tường lửa là CVX nha. Ở đây thì sẽ có một sự kiện là Binx đã khôi phục hoàn toàn năng lực hoạt động sau sự cố ví nóng gần đây đây. Với tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền trở lại bình thường để ứng phó với sự kiện này, Binx đang công bố sáng kiến là CVX này mới của mình, một kế hoạch toàn diện nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng bảo mật của nền tảng. CVX giới thiệu tường lửa ví nâng cấp được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tiên tiến chống lại các mối đe dọa bên ngoài. Ok, thì nguyên văn là tiếng Anh như này nhá. Ở đây thì sẽ có một bài viết ở trên Google Blockchain này, rồi Giang sẽ dịch sang tiếng Việt nhá. Binx khôi phục toàn bộ hoạt động và ra mắt CVX để tăng cường bảo mật. Đó, Binx đã khôi phục hoàn toàn năng lực hoạt động sau sự cố ví nóng gần đây với tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền trở lại bình thường này. Tức là sàn Binx đã bồi thường tất cả các thiệt hại cho người dùng rồi nha. Để ứng phó với sự kiện này, Binx đang công bố sáng kiến là CVX mới của mình, một kế hoạch toàn diện nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng bảo mật của nền tảng. CVX giới thiệu tường lửa ví nâng cấp được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tiên tiến chống lại các mối đe dọa bên ngoài, bảo vệ tài sản của người dùng hơn nữa. Binx cũng đã hợp tác với các công ty bảo mật bên thứ ba hàng đầu để triển khai giám sát và phát hiện mối đe dọa 24/7, đảm bảo mọi lỗ hổng đều được xác định và xử lý nhanh chóng và chủ động. Ngoài tường lửa và quan hệ đối tác được tăng cường, Binx sẽ trải qua các cuộc kiểm tra bảo mật thường xuyên do các cơ quan bảo mật độc lập thực hiện. Giao dịch này cũng đang triển khai chương trình tiền thưởng cho tin tặc mới nhá. Sử dụng sáng kiến an ninh mạng mới này. Ok. Và ở đây giám đốc sản phẩm tại Binx này là Vivian Lin ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi nhanh chóng của nền tảng và cam kết liên tục đối với bảo mật người dùng này. Ok, thì đường link bài viết này Giang cũng sẽ để dưới phần mô tả của video cũng như phần bình luận đầu tiên được ghi ở dưới video nha. Và ngoài ra, nếu như em làm mà chưa được khoảng sàn Binx cũng như chưa biết cách sử dụng rồi cách kiếm tiền trên sàn Binx thì Giang cũng để dưới phần mô tả của video này cũng như phần bình luận đầu tiên được ghi ở dưới video ấy là series video mà Giang đã hướng dẫn em từ cách chúng ta đăng ký tạo tài khoản cho đến là cách xác minh danh tính KC rồi cách nạp rút tiền hay là cách chúng ta mua bán giao dịch trên sàn Binx này. Ngoài ra em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/binxvideo để có thể là xem full đầy đủ toàn bộ series video này nha. Và như vừa nãy Giang chia sẻ, anh em nào mà chưa tài khoản sàn Binx thì em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/binx này. Giang xin lặp lại nhá, là hoangvangiang.com/blgx này. Ở đây thì em có thể là đăng ký tạo tài khoản bằng email hoặc số điện thoại ha. Đó, để nhận quà chào mừng lên tới là 6.000 USD này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được các hộp quà bí ẩn này. Khi chúng ta đăng ký tạo tài khoản thành công ấy sẽ nhận ngay là một hộp quà bí ẩn có trị giá là từ 10 cho đến là 30 đô này. Kế tiếp là xác minh danh tính KC nâng cao này, hay là nạp tiền lần đầu này, giao dịch lần đầu này. Tiếp theo nữa là các thử thách nạp tiền và giao dịch này, từ 10 đô, 20 đô, 50 đô, 120 đô này, 200 đô này, 800 đô rồi 5.000 đô nha. Quay trở lại với sự kiện là Binx khôi phục và hoàn toàn hoạt động và tăng cường bảo mật với tường lửa CVX này. Và nếu như em nào mà chưa biết sàn Binx là gì ý, thì Binx được thành lập vào năm 2018 là sàn dịch tiền điện tử hàng đầu phục vụ hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới nha. Binx cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đa dạng bao gồm là giao dịch giao ngay này, hay là giao dịch spot ấy. Kế tiếp là giao dịch future này, hay còn được gọi là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai này, hay là giao dịch copy trade này. Đó, tức là sao chép giao dịch đấy. Và các công cụ quản lý tài sản, tất cả đều được thiết kế cho nhu cầu ngày càng tăng của người dùng, từ người mới bắt đầu đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp này. Binx cam kết cung cấp một nền tảng đáng tin cậy, trao quyền cho người dùng thông qua các công cụ và tính năng cải tiến giúp họ nâng cao trình độ giao dịch của mình nha. Rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của sàn Binx này. Thì đây sẽ có rất nhiều các mục để em có thể là chúng ta kiếm tiền trên sàn Binx, như là chúng ta sẽ nạp tiền qua dịch PP này. PP viết tắt là peer to peer, tức là dịch giữa người bán và người mua đấy. Kế tiếp là mục thị trường này, sẽ bao gồm các đồng coin đã được list trên sàn Binx này nha. Rồi giao dịch spot này, như vừa nãy Giang chia sẻ, đó chính là giao dịch giao ngay đấy. Ngoài ra chúng ta có thể là tham gia long pool này, rồi pre-long pool này, tức là chúng ta sẽ stake UST hoặc là Bitcoin để chúng ta có thể là nhận được các token mới nha.
Ngoài ra anh em có thể là mua trước các đồng coin này, chưa list lên sàn này, bằng cách là chúng ta sẽ giao dịch trên pre-market này. Tiếp theo là giao dịch future này, hay còn được gọi là giao dịch phái sinh, giao dịch hợp đồng tương lai đấy. Anh em sẽ chọn cho Giang là hợp đồng vĩnh viễn USDM này. Đó. Và trong link sơ video mà Giang để dưới phần mô tả của video ấy, thì Giang cũng đã làm video hướng dẫn chi tiết cách chúng ta đánh future trên sàn BX này. Anh em có thể là xem video này và làm theo hướng dẫn ha. Rồi thì đây chính là giao diện để em chúng ta có thể là giao dịch future trên sàn BX. Đó. Kế tiếp thì chính là tài khoản X, tài khoản Twitter chính thức của sàn BX nha. Thì hiện đã có gần 1 triệu follow này. Anh em có thể là nhấn follow theo dõi này để chúng ta có thể là cập nhật những thông tin nhanh nhất, mới nhất về sàn BX này ha. Ngoài ra cũng sẽ có tài khoản X của BX Việt Nam này. Đó, ở đây thì Giang cũng đã follow theo dõi rồi. Và theo quan điểm cá nhân của Giang về sự kiện là BX khôi phục hoàn toàn hoạt động và tăng cường bảo mật với từ nửa CX ấy, thì em quan sát này, là hiện tại Giang cũng đang để tài sản của Giang ở trên sàn BX là đang có khoảng là trên 10.000 đô này. Đủ để thấy là anh em ấy yên tâm là chúng ta để tiền ở trên sàn BX chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nhiều nha. Và cũng như vừa nãy Giang chia sẻ là đối với một số tài khoản mà bị mất mát ấy, thì bên sàn BX cũng đã bồi thường thiệt hại 100% rồi ha. Cho nên vì thế anh em có thể là yên tâm kiếm tiền ở trên sàn BX này ha. Ngoài ra Giang chia sẻ thêm nhé, là hiện tại bên sàn BX đang có chương trình là Creator X, tức là chúng ta sẽ sáng tạo nội dung này, đó về sàn giao dịch BX. Anh em có thể là làm các video giống như Giang như này này. Đó. Như vừa nãy Giang chia sẻ, anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/BX video để tham khảo ha. Ngoài ra anh em có thể là sáng tạo nội dung trên X này, tức là Twitter đấy, qua các bài post, bài viết về sàn BX này ha. Và từ những bài viết cũng như video đó ấy, chúng ta có thể là nhận được các phần quà này, độc quyền từ sàn BX này. Anh em có thể là quan sát thấy này, như là vali này, áo này, bàn phím này, cũng như là rất nhiều các phần quà khác ha. Có thể là voucher này, rồi bonus này. Ok. Và như vừa nãy thì Giang đang chia sẻ cho em về mục giao dịch future này. Kế tiếp là mục copy trade này. Thì đây cũng chính là một trong những tính năng nổi bật ở trên sàn BX này nha. Đó, chúng ta có thể là copy trade future này, hoặc là copy trade spot này. Và trong link show video mà Giang để dưới phần mô tả của video này ấy, thì Giang cũng đã làm hai video hướng dẫn cách chúng ta copy trade trên sàn BX này, ở cả giao diện trên máy tính này, cũng như là giao diện trên app điện thoại rồi ha. Kế tiếp quay trở lại này, là BX Well này, tức là chúng ta sẽ có thể là ôn này, giống như là chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng đấy. Rồi trung tâm thưởng này, thì đây em có thể là điểm danh hàng ngày này, hay là tham gia các nhiệm vụ để chúng ta có thể là nhận các phần thưởng từ sàn BX này ha, như là voucher này, hay là bonus ha. Ở mục xem thêm này thì chúng ta cũng sẽ có thêm rất nhiều các mục khác này, đặc biệt là mục mời có thưởng này. Tức là mục này ấy, chúng ta sẽ có đường link giới thiệu này, cũng như là mã giới thiệu này. Sau đó chúng ta sẽ chia sẻ đường link này hoặc là mã mời này ấy, cho bạn bè người thân hoặc là bất kỳ ai. Khi họ đăng ký qua link của anh em, họ nạp tiền, họ giao dịch thì em sẽ nhận được hoa hồng ha. Như vậy là Giang đã chia sẻ quan điểm cá nhân của Giang về sự kiện là BX khôi phục hoàn toàn hoạt động và tăng cường bảo mật với tường lửa CX. Thì nếu em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho anh em nha. Cuối cùng thì nhớ like, thích share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh đút để Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.